xin chúc magazine nhận 2 tuổi trung tâm, xin chúc trung tâm hai em trong lớn. Trước thì chúng ta có một cái câu chuyện nó rất bi hài, đó là mỗi khi về quê thì nói to một chút là ở quê có thằng em trai nó học rất nhiều giỏi, mỗi khi về quê vào anh ơi anh biết chuyện tiếng Anh em đi, nhưng trong khi mình ngoài câu hello ngài I love you không còn biết một cái từ gì thôi, thậm chí mấy cái câu như là what, where, không biết nó là cái gì cả. Thậm chí không biết là gì, về em nó thực sự là cực kỳ ngại luôn. Và mình cũng là sinh viên năm 3, mình không làm, mình sinh viên năm 3. Mình năm nay ra trường 4 tháng trước thì mình có những suy nghĩ là bây giờ nếu mà mình cũng như thế này thì liệu ra trường mình sẽ như thế nào? Và mình có may mắn là được gặp việc, mình có chia sẻ về trung tâm HSC và mình có theo học. Và đến HSC thì lúc đầu thì mỗi con người có một cái suy nghĩ hoàn toàn khác nhau, người này nói tốt, người này nói xấu, và đôi khi là mình trong nghe không bằng thấy và trong thấy không bằng một thử. Mình cứ thử đi rồi mình sẽ mình đến trung tâm và thực sự được trải nghiệm đến trung tâm không những dạy tiếng Anh còn dạy kỹ năng mềm, kỹ năng nói, cái gì đấy nó lì lợm hơn, lì lợm hơn. Và từ khi đến trung tâm thì mình là sinh viên nhưng mà mình có kinh doanh nhỏ ở dưới cơ sở 1, tự lo cho cuộc sống của mình. Trung tâm nó cho mình cái suy nghĩ là không nên phụ thuộc quá nhiều vào gia đình. Bây giờ thì sau đây mình đang có ý định là đi Nhật và mình học tiếng Nhật, nhưng mà mình sẽ không bao giờ mình từ bỏ tiếng Anh, học tiếng Nhật, nhưng mà bên cạnh đó mình sẽ luôn luôn trao đổi cả tiếng Anh. Vì ngày trước có cái suy nghĩ là học tiếng Anh cực kỳ sợ, không biết cái gì thì học làm sao được, nhưng mà bây giờ thì mình thấy nó không như cái suy nghĩ ngày trước mình đã nghĩ. Nếu mà cần cù cày cuốc thì có lẽ chúng ta sẽ chinh phục nó. Có sản phẩm Land Conquer New World Together. Khởi lại